Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Mời quý vị và các bạn đến với phần cập nhật tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay, mùng 3 tháng 4. Huấn luyện viên Hải Phòng bái phục Hoàng Anh Gia Lai, báo Thái ca ngợi hết lời Kiera Tisak là những thông tin chính trong bản tin chiều ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, chiến thắng ngày hôm qua trước Hải Phòng của thầy trò huấn luyện viên Kiera Tisak đã gây ấn tượng mạnh với truyền thông Thái Lan. Việc đánh bại Hải Phòng để thuyết phục Hoàng Anh Gia Lai đã củng cố vị trí đầu bảng xếp hạng và tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch. Chiến thắng của đội bóng phố núi ở Sơn Lai Chay đã gây ấn tượng mạnh với truyền thông Thái Lan. Cụ thể, tờ báo của Thái Lan Sia Sport đã tán dương huấn luyện viên người Thái Kiera Tisak bằng bài viết với tiêu đề: Không thủng lưới 4 trận liên tiếp, Zico Thái đưa Hoàng Anh Gia Lai khuất phục Hải Phòng lần đầu tiên sau 3 năm, làm nức lòng các người hâm mộ. Zico, huấn luyện viên với phép thuật của mình đã dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Hải Phòng để thuyết phục với tỷ số 2-0. Thành tích này giúp cho Hoàng Anh Gia Lai duy trì được phong độ thăng hoa với 5 chiến thắng sau 7 trận, trong đó có 4 trận thắng liên tiếp và không để thủng lưới. Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng trên sân Hải Phòng trong vòng 3 năm trở lại đây. Ở trận này, Kiera Tisak, cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan, tiếp tục thể hiện xuất sắc vai trò trên băng ghế huấn luyện. Chính điều đó đã giúp cho Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng tưng bừng trên sân của Hải Phòng. Trong khi đó, thì tờ SME Sports cũng tán dương vai trò cầm quân của vị thuyền trưởng người Thái Lan. Zico, Kiera Tisak một lần nữa lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai với việc đè bẹp Hải Phòng 2-0 ngay trên sân của đối thủ. Sau khi thuật lại diễn biến của trận đấu thì tờ báo của Thái Lan này cho biết với những kết quả xuất sắc trước Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai đã bất bại trong cả 6 trận liên tiếp gần nhất, trong đó có 5 chiến thắng và 4 trận liên tiếp không thủng lưới. Đây là thành tích chưa từng có của đội bóng này. Một tờ báo khác là tờ Khao Sót thì viết: Nóng bỏng, Zico đưa Hoàng Anh Gia Lai tấn công Hải Phòng để giành chiến thắng 3 trận liên tiếp. Cụ thể tờ này viết: Đội bóng Hoàng Anh Gia Lai của Kiera Tisak đang chứng tỏ rằng họ rất quyết tâm hướng tới chức vô địch. Ở trận đấu mới nhất, họ đã đánh bại Hải Phòng 2-0 để củng cố vị trí đầu bảng. Với Kiera Tisak, anh đang nhận được rất nhiều lời ca ngợi. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất hài lòng với những màn thể hiện của Kiera Tisak và rõ ràng là hiệu suất của Hoàng Anh Gia Lai đã tăng vượt bậc. Trước mùa giải, Kiera Tisak đã đưa ra lệnh cấm cầu thủ uống rượu. Đó là ví dụ về tính kỷ luật của Kiera Tisak và đó là điều đáng ngưỡng mộ, tờ báo Thái Lan viết. Sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai của Kiera Tisak, huấn luyện viên của Hải Phòng là ông Phạm Anh Tuấn đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ phố núi trên sân Lạch Tray. Ở trận đấu vừa rồi, Hải Phòng thiếu hụt lực lượng với cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà và đội bóng đất cảng chỉ có duy nhất một ngoại binh là Andre Fagan. Bàn thua sớm ở phút thứ 12 khiến cho đội nhà Hải Phòng gặp nhiều bế tắc trong việc triển khai tấn công. Trong khi đó thì hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai lại chơi vô cùng tỉnh táo, khiến cho Martin Lo và các đồng đội không thể đưa bóng vào khung thành của thủ môn Tuấn Linh. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cho rằng: Khi Hoàng Anh Gia Lai có bàn dẫn trước thì họ kiểm soát thế trận và gây áp lực lên chúng tôi. Quả thực thì xét về lực lượng, Hoàng Anh Gia Lai là tốt hơn chúng tôi. Họ có đầy đủ 3 ngoại binh, còn ngược lại chúng tôi chỉ có duy nhất là Fagan trong đội hình thi đấu. Sự chênh lệch nhiều về con người tất yếu dẫn đến việc Hoàng Anh Gia Lai tấn công nhiều hơn, có cơ hội nhiều hơn. Quả thực họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai khiến cho Hải Phòng xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng V-League. Ở vòng 8, đội chủ sân Lạch Tray sẽ hành quân đến làm khách trước Thanh Hóa. Đây được coi là cơ hội giúp cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cải thiện được điểm số. Đây là một trận đấu hay, cầu thủ hai đội đều chơi nhiệt tình, điều đó khiến cho khán giả cảm thấy hứng thú. Hoàng Anh Gia Lai quả thực là một đội bóng rất mạnh, họ có những cầu thủ có trình độ, cầu thủ của Hải Phòng đã làm hết sức, cố gắng thi đấu, nhưng những sai lầm đáng tiếc đã khiến cho chúng tôi phải nhận bàn thua. Bất cứ huấn luyện viên nào cũng muốn có được những con người tốt nhất, nếu đủ ngoại binh, Hoàng Anh Gia Lai không thể áp đặt lên chúng tôi được. Thêm vào đó, chúng tôi lại mắc sai lầm đáng tiếc dẫn đến bàn thua trước, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn thổ lộ. Trở lại với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và huấn luyện viên Kiera Tisak, ở trận đấu tới đây với Đà Nẵng, họ sẽ gặp một mối nguy lớn. Phút 41, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai thắng Hải Phòng tối ngày hôm qua thì Xuân Trường đã nhận thẻ vàng. Và đến phút 64, trung vệ Kim Đông Su cũng nhận thêm một thẻ vàng. Hai cầu thủ này đã tích đủ 3 thẻ vàng nên sẽ không thể ra sân cho huấn luyện viên Kiera Tisak ở vòng 8 khi Hoàng Anh Gia Lai làm khách trước Đà Nẵng. Đây là một sự thiếu vắng rất đáng lo cho Zico Thái. Ở hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai, Kim Đông Su là tân binh đã sớm thể hiện được sự quan trọng. Anh chơi cả 7 trận vừa qua cho đội bóng phố núi. Trong trận gặp Hải Phòng vừa rồi, cầu thủ người Hàn Quốc cũng đá rất hay. Chia sẻ về Kim Đông Su, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng ca ngợi ngắn gọn là một mẫu hậu vệ, mẫu mực. Về phần Xuân Trường,
anh cũng đá cả 7 trận cho Hoàng Anh Gia Lai. Vai trò của Xuân Trường là rất quan trọng tại khu vực tuyến giữa. Anh cũng đã năng nổ hơn trong việc tranh cướp bóng và hạn chế được những lỗi cá nhân. Sự tiến bộ của Xuân Trường dưới tay huấn luyện viên Kiatisak là khá rõ nét. Khi Tuấn Anh chấn thương, vai trò của ngôi sao quê Tuyên Quang càng quan trọng hơn. Khi Xuân Trường vắng mặt sẽ là tốt cho Hoàng Anh Gia Lai nếu Tuấn Anh kịp trở lại thay thế. Còn nếu không thì khả năng huấn luyện viên Kiatisak sẽ phải tính tới phương án như sử dụng Triệu Việt Hưng. Còn để thay thế cho Kim Đông Su, hậu vệ Văn Việt cũng là một phương án tạm ổn dù chưa thật sự đáng tin cậy. Nói về cuộc chiến trên bảng xếp hạng thì ở vòng 7 ngày hôm qua, Đà Nẵng đá trước Hoàng Anh Gia Lai nên có lúc tạm vươn lên dẫn đầu nhờ sớm dẫn trước Hà Nội FC, tức là 15 điểm. Nhưng sau đó Hoàng Anh Gia Lai cũng thắng Hải Phòng và có 16 điểm, trở lại ngôi vị số 1. Trận tới, nếu Hoàng Anh Gia Lai thất bại trước Đà Nẵng, họ sẽ mất ngôi đầu. Còn nếu thắng, thầy trò Kiatisak sẽ bỏ xa được phần còn lại trên con đường cạnh tranh ngôi vô địch. Trong loạt trận thăng hoa của Hoàng Anh Gia Lai vừa qua, có lẽ điểm sáng ngoại binh là yếu tố then chốt giúp cho đội bóng này ngự trị trên ngôi đầu bảng V-League. Giống với câu chuyện phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai, những mùa trước là câu lạc bộ ngờ nghệch ở V-League trong việc chiêu mộ ngoại binh. Tiền đạo Gordon Ramirez đã gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai trong cả mùa giải V-League 2018 nhưng không ghi được bàn nào, song bỗng tỏa sáng khi sang thi đấu cho Thanh Hóa và câu lạc bộ nội. Chevrolet ghi nhiều bàn nhưng bỏ lỡ cũng không ít. Anh từng nặng tới 104kg vì sinh hoạt không điều độ. Đội bóng Phương Núi thậm chí từng giành suất ngoại binh cho vị trí thủ môn. Điều không một câu lạc bộ nào tại V-League làm vì tốn kém mà không giải quyết được vấn đề. Hoàng Anh Gia Lai cũng là câu lạc bộ hiếm hoi trọng dụng ngoại binh từ Hàn Quốc, dù chuyên môn của những cầu thủ này không thực sự tốt, thậm chí còn kém hơn cả cầu thủ Việt trên nhiều khía cạnh. Mùa này, chân sút Washington Brandao đang khiến cho định kiến ấy dần bị phá bỏ. Trước Hải Phòng, Brandao đã góp công quan trọng trong cả hai bàn thắng, song đây không phải là trận thi đấu tốt đầu tiên của anh cho Hoàng Anh Gia Lai. Trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay Viettel, Brandao đều để lại ấn tượng tốt. Tầm hoạt động rộng cùng khả năng cản lướt của chân sút người Brazil đã giúp cho Văn Toàn và Công Phượng có nhiều khoảng trống. Văn Thanh hay Minh Vương cũng hưởng lợi từ khả năng làm tường và các pha di chuyển hút đối thủ của Brandao. Chưa tới mức xuất sắc như Evando, Goncalves, nhưng Brandao đủ tầm để trở thành điểm tựa cho Hoàng Anh Gia Lai vào lúc này, bên cạnh lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Toàn. 17 năm trước, Hoàng Anh Gia Lai đã lên ngôi vô địch V-League 2004 với ngoại binh hay bậc nhất lịch sử Kiatisak. Sau nhiều năm chật vật, thậm chí làm trò hề cho V-League với những ông Tây kém chất lượng, Hoàng Anh Gia Lai đang trở lại dưới tài thao lược của chính ngoại binh hay bậc nhất lịch sử này. Khi Kiatisak muốn nói đưa tầm vóc của Hoàng Anh Gia Lai ở hiện tại trở thành đội bóng phiên bản thời tôi còn thi đấu, sau khi thắng Hải Phòng ngay tại Lạch Tray, có thể tin Diego Thái đã không nói suông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.